Hôm nay anh cho em về lo cho con, em biết hối hận anh sẽ cho em cơ hội. Được chưa? Các em đừng có làm vậy. Muốn vậy thì ngồi nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện ăn xong Chứ tao không cãi tay đâu với mày, tao nói cho mày nghe. Trước khi mày ở về ở với tao lần đầu, mày đã đi cắm sừng tao lần đầu. Tao gì con, bất kể tao đã rước mày về. Đúng không? Bác hẳn ra một câu không muốn ở nữa. Thì em không ở, mới ở thì em muốn ở đấy, em phải nói chuyện với chồng đàng hoàng chứ. Mình làm như vậy mình bỏ con như vậy tội đúng không em? Ai đi làm vậy? Con về, tôi nói mấy anh không nói. Thì bây giờ nó lên Đông Hải thì nó nói giờ tội con về, thì giờ tôi trả con gì cho nó nuôi. Em trả nó làm cái gì? Em trả. Tao vẫn biết mày trả nó về. Không có thằng nào trả hết trơn, tôi đi trả không có thằng nào trả tôi hết trơn. Mày đừng có đi biện hộ với tao. Tao bây giờ tao hỏi mày, mày đúng mày trả con tao về đúng không? Đúng. Tại sao tao biết thằng mày này tao cho người theo dõi mày á? Có bằng chứng đầy đủ. Bây giờ thôi, bây giờ em nhận sai đi. Em anh sẽ nói với em nói chuyện. Mình không thậm chí vợ của em mình không muốn nha, mình không mong muốn. Em chưa ly hôn. Bây giờ xin lỗi người ta. Đúng không? Em chưa ly hôn. Anh đã nói em chưa ly hôn, đừng sống với vợ anh. Đúng rồi, nói chuyện người ta là ngoài. Anh vẫn biết em là cái chân của em như vậy luôn. Mình thì sai là sai hoàn toàn rồi, không có gì đúng hết á. Còn em muốn làm lớn chuyện, chút xíu có công an lại. Anh nói thật. Anh đã nói với em rồi. Chuyện này em cũng có biết, tại quen vô mảng nhau. Nhưng bây giờ biết chưa? Bây giờ biết chưa? Đứng lại. Bây giờ biết chưa? Đứng lại. Bây giờ em biết chưa? Đứng lên đây em. Nhưng mà bây giờ em biết chưa? Đứng lên nói chuyện đi. Bây giờ em biết chưa? Bây giờ sai đúng không? Đồ đã tao sắm trong nhà cho mày, mày đem lên mày nuôi người khác. Con thì mày về mày giật đại, mày không nói tao tiếng nào. Hôm nay tao nói rồi. Nếu mày biết suy nghĩ, mình mày thương con, lo cho con, tao vẫn cho mày cơ hội. Hôm nay tao rước mày về. Cái đó là tao nói thật, ở đây có anh em quay phim đàng hoàng. Sao anh xin lỗi người ta đi? Nói chuyện đàng hoàng xin lỗi người ta. Em quay lại xin lỗi. Em đừng hỏi ai hết. Anh nói như sao là như vậy. Em nói đi hỏi lại, em quay lại em chặn anh, em mở số điện thoại. Có phải là em cố tình không? Bạn em kêu thôi. Bạn em cái gì? Tại sao em không tìm cách để em liên hệ cho người ta? Ủa gì? Vì sao em không trực tiếp em hỏi anh? Tại sao em không tìm cách liên hệ? Nó nói nó không có biết gì hết trơn. Đừng nói nó tao hết trơn, tao thương tao đi theo mà chứ đó không có biết gì hết trơn. Nó đừng nói vụ đó. Đầu tiên nè, quen nhau qua TikTok. Quen nhau qua TikTok. Ngày đúng ngày 8 tháng 6. Đừng có lấy xuống đi chơi. Để cho là vui hài mà cũng phải chơi đi chơi. Để dọn cho anh có thể chở đi ăn. Rồi vợ anh á, nói rồi vợ em nghe. Thì có lúc lấy xe đó. Lúc lấy xe rồi. Mà lấy xe đó. Thôi chừng lát anh về chắc bị chồng anh đánh nó thôi. Anh về đã đi. Bây giờ này em trai trước có vợ chưa? Em có vợ chưa? Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 33. Em trước có vợ chưa? Sinh năm 90. Hỏi ai mà ngồi trả lời hoài vậy, trời, để cho người ta trả lời. Em trước có vợ chưa? Dạ trước tôi bỏ đi rồi vợ sao? Không sao, không thiếu cái gì. Em có nói thật không? Hả? Em có thương yêu cái người phụ nữ này thật không? Bây giờ như thế là được không? Lúc đầu cũng bạn bè thôi. Đấy lần sau đó. Bây giờ là thương thật chưa? Em hỏi bạn bè thương thật chưa? Dạ ai vậy? Anh hỏi em. Nói đi, có gì nói đi. Anh hỏi em nè. Bây giờ em thương thật không? Em nhắm anh thương thật không? Tại vì nói cái gì vậy anh? Nói cái gì thì nó đẹp đi. Em thương thật không? Thương thật đúng không? Em lo được đúng không? Em nhắm đuôi lỗi không? Đuôi lỗi không? Đúng không? Thì hồi nào của em ở ngân hàng như thế nào? Em có nói thật với người này không? Có. Nói hết mà em tuy không có tiền cũng ráng làm lo.